Rồi gắn cái này lắp xong anh, lên con người gửi nha. Cười lấy hình nền cái ai, quay qua đây cười. Cúp điện nghe tao nè. Quay qua đây cười lấy hình nền cái ai. Mưa, nắng mưa. Nay không làm nữa anh Linh. Này cậu dao nó thật. Đa bật thử. Gáp lại để đây chỗ này luôn hả? Hạ thấp hả? Anh hạ thấp xuống rồi cái này nó sát quá, sau này có sửa nó khó. Ừ. Nói dài vô nữa không được. Nghe thấy cũng được. Dạ. Này hiện đại là motor nó hút không nổi. Motor nổi ngựa, giờ mình đổi lên con ngựa rưỡi nha. Nó lên vậy, hỏi nó hết lên luôn bạn. Dạ, nó hút. Không, không nổi. Phải nói được vậy xài cũng được. Quay. Quay luôn. Quay em đăng YouTube á. Làm YouTube. Không, sao? Có một khúc chút hả? Khúc chút thì giả thọt thêm. Đó, có nhiều, có hai chừng theo độ 2-3 thước gì hả? 2 thước hả? Rồi đó thằng Toàn nó gáp sẵn luôn, đâu có ấy đâu. Nó sẵn nguyên cây luôn, độ đạo dưới nó chụp vô đâu. Đâu có biết cái gì đâu. À cũng như là làm sẵn hết trơn đúng không? Để kiểu như dấu ngày á. Dấu sao đó nha, đem lại làm luôn mà. Làm cho dạ. Như vậy nó làm sẵn hết. Đúng rồi. Không có một, nó không có cho tao biết cái gì. Vậy đạo này là đỉnh lắm rồi đó. Sâu lắm rồi đó. Không có người đào ngầm. Chỗ này đất thịt thôi, đất cát. Mấy lồi vậy, tính là 2,5 luôn. Tính gắn cho nó sát luôn á. Ừ. Đào tới đó sụp hoài rồi cái đầu buộc phải cắt ngay chụp vô liền. Dạ. Cắt ập vô không? Chỉ mưa rồi. Mà nó đào dưỡng thiệt tận. Trời ơi, nó đào vừa nó mẹ ơi, tao sợ nó sụp một cái chết. Anh đào xuống khoảng chừng nhầm cây 1,5 m, nhầm cây 2 m là nó có bọng vậy nè. Cái giếng này chắc đất cát không có quá. Cái này không, bọng không bự, có bọng nhưng mà như lưỡi phan hồi xưa à. Có một chút vậy thôi. Nhầm người cái bọng bằng cái lu đó luôn á. Đất thịt thịt á. Là đào xuống khoảng chừng 1,5 m, 2 m là có rồi. Còn này đi, ở trên đi xuống nó vẫn có vậy luôn nè. Dạ. Lưỡi khoan rồi. Đúng rồi, lưỡi khoan á. Đó phụ đạo nó đụng mà nó quen rồi xuống dưới chịu nổi. Ừ. Xuống dưới làm như nó thiếu không. Giếng khoan nhiều quá. Gì? Mà em tính mua 5 mà không đổi lại á. Từ hao đi.
dọc theo ha, lỗ này theo dây điện này. Sao đủ? Nhà 42 nha nào. Cắm đầu bên chính là thật, ra 42. Rồi, xà bông đi. Sao xà bông? Từ từ đó, từ từ. Lại, để sử dụng. Cái gì? Lớp ba chưa? Rồi, xong hết rồi. Mình đây phải không? Đây có thằng gì chủ nhà lá bỏ nè. Tới nhà ông xem nè. Bên hai. Cái của ông Cường. Ông Cường hả? Ừ, của hai luôn á. Ông Cường còn lên được. Số hay gì á. Có nó không bảy gì nữa. Mua tưa đó bể cánh quạt bể hoài luôn. Đưa qua ổng. Cánh quạt nước ở trong á. Dạ. Được rồi không? Giờ ai đổi mới khác rồi, mấy ông làm ấy đổi khác rồi. Làm mộ. Ừ. Đổ chưa mới nghe nói đỡ nổi. Đổ mới xài được cái em bà Ngọc, đỡ cái của bà. Bà gì em bà Ngọc sau lưng nhà đó. Ừ. Chị em biết. Cũng buông hai. Buông hai không hả? Chỉ mình luôn trăm này, luôn chín thôi. Vừa đúng luôn hả? Đúng rồi, vòng lên luôn, cái tắt ra nhiều lần hơn. Quên nữa, quên, hồi nãy ông ấy là chết nè. Tính đâu có cộng dây thứ cái motor kia. Dậy lên đó hả? Ừ, thì cuối cùng vừa luôn. Đi vừa tới. Cho nó nguội cái đi, để cho nó nguội cái. Đi cao quá vậy, hồi kia nó cao nữa, cắt ghế thấp lại đi chứ không đại. Thôi, vậy đi. Thì cắt lại chứ gì. Được rồi, đây băng xếp rồi, cột. Được rồi. Ra tới ngoài đó nó cúp xuống cái nữa cho nó nghiêng cái đầu xuống cái nữa là được rồi.
nữa. Dán này nói canh đủ không cắt không? Dưới mình cũng làm. Dạ. Nè nó nằm vậy nè. Không mà cao quá đi không quen ngủ dưới. Nó có như cũ thôi cho nó cúp cúp xuống vậy nè. Đi, cắt ghế đi cho thấp nó vừa tay giếng luôn. Cắt ghế à? Khỏi đó được rồi. Tất nữa. Tất ghế. Để con. Rồi dán đi. Chớ tất thôi. Ừ tất. Nhớ cái đường hồ nằm trong nha. Trong mới nắng được. Rồi. Đợi rồi đừng có xây nữa. Anh xây vậy nó mới dính. Ừ, đúng không anh? Xây đại ra ngoài. Đó, vậy đó cho nó ngay. Xây ra ngoài luôn đi. Đây cho nó ấy chứ. Anh cứ ấy đi, bán em gắn ngay à. Nước khoảng chừng mét một mét mấy là một mét mét mấy là được rồi chuẩn rồi. Cho thấy cho nó phục xuống ngầm cái rồi phục ơi canh cho nó sát cái dây dưới luôn. Ở dưới cơ á anh ơi. Lên 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 tí đấy cái ừ. Cái co nó còn non. Mồ nước à. Lát nữa, mồ đừng hồi. Ngoan dữ anh. Dạ. Nước. Dạ dạ. Đó con dấn mua tương dấn Vũ Lâm nói gì quên Vũ Lâm nóng à thì nóng gợi mua tương nóng hổi luôn mà hả đó ông quán á gợi mua tương nóng hổi luôn á rượu mua ngày ông quán sao cũng chạy nóng hổi trời sư Vũ Lâm lâu mày coi cái sao mày em nói bị gì mày nói dấn gì nóng gì gì ủa cái này sao trồng ấy được quay trồng gắn lượt rồi vậy không nội tự nhiên kêu cưa quên nữa là mình cũng cưa theo luôn từ từ ơi từ từ vậy rồi ấy ai ra ra cái nói ba tư bỏ đi ấy ba tư chồng cái đó đi rồi, em cưa cái này bỏ trả đầu lại trả đầu lại nó coi chỗ này không giảm nè chỗ này chồng ống ba tư vô là nói cho nó không chịu giờ có giảm hay vẫn coi chồng ống ba tư vô đây nè đúng vô đây phải không ừ
nó tê chỗ này hả? Nó tê đứng này hả? Chỗ nào cũng được. Này có khóa rồi mà. Ủa? Có làm dân cư tư vệ ngoài trả không? Không. Nghỉ lâu rồi hả? Bật khẩu trang lên coi. Hả? Rồi, gắn cái này lắp xong anh lên con rồi gửi nha. Cười lấy hình nền cái ai. Quay qua đây cười. Có điện người ta nè. Quay qua đây cười lấy hình nền cái ai. Yeah.